Thưa quý vị và các bạn, đây là chiếc máy gặt thay thế những gặt tay như nông dân như ngày xưa. Cách đây 10 năm trở ra, trước là gặt bằng tay rất là lâu. Nhưng bây giờ gặt đều bằng máy móc nên rất là thuận lợi, thuận tiện. Và hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2022, cũng là ngày 24 tháng 8 năm Nhâm Dần. Đấy. Mùa vụ này được gọi là vụ mùa, vụ chiêm tháng 5, nhưng đây là vụ mùa của liên quan đến tháng 10. Ngày xưa thường gặt vào tháng 9, tháng 10, nhưng bây giờ thì gặt vào tháng 8. Đây là cánh đồng lúa của quê hương, rất là tuyệt vời. Và đây là đến lúc gặt của nhà Minh Cương đây, lúa nhà Minh Cương đây. Hôm nay cũng là vụ mùa của năm 2022. Minh Cương đang có mặt ở tại một ruộng lúa. Ruộng lúa này được gọi là ruộng lúa của cánh quay gió. Đấy, lúa của vụ năm nay thì tương đối là tốt. Vụ chiêm tốt rồi, nhưng vụ mùa thì tất nhiên là nó không bằng vụ chiêm được. Nhưng lúa năm nay cũng khá là đẹp. Hy vọng là một năm nay cũng như nhiều năm khác, nhân dân thì được lo ấm, mùa mùa thì được bội thu, nhân dân thì luôn phát đạt cũng như là được niềm vui bởi thu hoạch các nông sản được mùa. Thưa quý vị, là nhà Minh Cương cũng cấy một chút lúa để lấy lúa ăn, và đồng thời đôi khi chúng ta cũng ra làm ruộng một chút để trải nghiệm được nông dân. Bởi vì từ xa xưa trước đây thì các cụ cũng bám đất để sinh sống, và bây giờ thì mọi người thì cơ bản là cũng không làm ruộng nhiều. Những ai làm ruộng thì chuyên làm ruộng thôi, còn bây giờ đa phần là đi công ty, xí nghiệp, nhà máy làm cả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem thước phim của Minh Cương. Đây, tuyệt vời chưa? Đây là thành phẩm lúa sau những ngày cấy, chăm bón, gặt hai sào lúa hơn của nhà Minh Cương, được 11 bao lúa vơi đây.
chuẩn bị lại đón công lông trở về. Thật là tuyệt vời. Tuyệt vời cánh đồng lúa bao la cho ra những hạt thóc. Qua quá trình sát gạo thành những hạt gạo, đó là sản phẩm hạt ngọc trời mà tạo hóa Thượng Đế đã ban tặng cho con người ở nhân gian nói chung để nuôi sống con người. Thật là tuyệt vời. Những đàn chim én bay lượn, cánh đồng lúa ngút ngàn bao la, mùa vàng bội thu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn đạt được thành tựu trong cuộc sống. Đây là hướng về quê hương Thọ Vực. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Xòe ô che nắng.